cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cây máy cưa xích Shindaway SD. Thì thằng này xi lanh 40 ly. Đó, cắt chủ yếu ở gia đình, anh em nào cắt cắt gia đình rất là mạnh nhá. Ok. Thì nó sử dụng lam 40 nha mọi người. Lam 40 xích trung mini. Đây, lam còn tem nguyên SD luôn ha. Đó. Và cái lam này thì nó tăng xích trực tiếp tại lam nha mọi người. Đó. Tăng xích trực tiếp tại lam luôn. Đây nó có con ốc vặn đây vào thôi. Đây. SD SSE 360 nha mọi người. Sử dụng một ốc chân lam. Đó. Quay chi tiết cho mọi người xem ha. Và thứ hai là thằng này nó sử dụng chế xăng tự động nhé. Bình xăng con tự động, mình sẽ căn ở bên trong bình xăng con ha. Đó, xài rất là ok. Độ nhạy nổ rất là cao. Đó, tại vì nó căn tự động mà. Rất là ít trục trặc, không như những cái đời khác ha mọi người. Đó, đây. Kèm nó. Máy còn khá là đẹp luôn ha. Nòng 40 nhé. Đó. Thì giá của em này là 2.800.000 đồng. Quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Đây là cái đầu chụp mở buji nha mọi người. Mở này ra là bên trong có buji nhé. Rồi giờ em sẽ vào vấn đề nổ ha. Thì mọi người chú ý là đằng trước này, nắp màu đen này là nhớt thải để nuôi lam xích nha mọi người. Còn đằng sau này là bình chứa nguyên liệu xăng pha với nhớt. Đó, còn đây là tay bóp ga mọi người. Đó, tay bóp ga. Còn đây là công tắc, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là xài. Đây là một cái chốt cần e. Trường hợp để lâu hoặc cái xăng, mọi người kéo cái e này ra, giật nó ho một tiếng, mọi người đẩy vô là xài bình thường. Rồi, giờ em sẽ khởi động nó lên ha. Còn mọi người muốn sẽ tự lên ga thì mọi người bóp ga, đẩy cái mũi tên này xuống nhá, rồi thả tay bóp ga ra, nó sẽ tự lên cho mình một chút ga ha. Tắt ở đây nhé, tắt rồi đẩy xuống. Rồi. Quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em.